Rồi. Rồi làm ít thì mai làm nhiều. Có đủ Nhưng cái gì? hôm nay toán không quan trọng. Hôm nay tôi sẽ nói một chút để kết thúc cái phần chia địa chỉ. Để tôi cho các bạn xem cái hình này. Đây là cái hình mà tôi copy ở trong cái cuốn sách giáo khoa tin 11. Đây, các bạn xem một chút nhé. Đây là cái phần gọi là phần khởi động của cái của sách giáo khoa 11, là cái bài nói về độ phức tạp thuật toán. Đây thì ở trong này nó nói với cái một cái bài toán toán rất là hay, là như thế này, là cái chúng ta xem xét cái phép nhân đấy, cái phép nhân các chữ số trong hệ thập phân đấy. Đấy. Giả sử cái mà hai cái phép nhân này là cái số chữ số được viết trong hệ thập phân là n chẳng hạn, thì cái bài toán là kiểm tra xem là cái nhân hai số nguyên ấy, hai số tự nhiên ấy có độ dài là n, thì cái độ phức tạp thời gian của phép tính nhân đó là bao nhiêu. Đấy. Thì chúng ta làm tính thử cho biết ngay, thôi chúng ta tính thử chúng ta cho thấy ngay rằng là rất dễ dàng để mà tính được là cái phép nhân bình thường ấy thì nó sẽ có thời gian là ON bình phương. Để tiện nó kỹ hơn. Nhưng mà cái hay là như này. Cái hay là vào những năm 60 của thế kỷ trước, trong một cái tiết dạy về công nghệ thông tin, thì nhà báo học Nga là viện sĩ Kolmogorov đã hỏi các sinh viên của mình là xem là có ai tìm được cách giải, cách tính phép nhân này với thời gian ít hơn là N bình phương không. Đấy. Thì lịch sử rất hay là khi mà ông ấy đưa ra câu hỏi này ở trên trên lớp của mình ấy, trong giờ học cho sinh viên năm nhất ấy, thì ngay một tuần sau thì có một sinh viên tên là Karasuba đã đưa cho giáo sư Kolmogorov một cái lời giải mới về thuật toán này, về cách là tính này, với cái độ phức tạp là thấp hơn rất là nhiều, là độ phức tạp của anh ta tính ra là n n mũ 1.58496. Các bạn thấy như vậy là một cái bài toán tưởng chừng rất là làm là đơn giản, ai cũng thấy là nó đơn giản vì học sinh học phổ thông học rồi. Thế mà viện sĩ Kolmogorov đã đưa ra một câu hỏi tưởng chừng được hỏi chơi thôi, nhưng không ngờ lại có một bạn sinh viên đã giải được ngay, mà đưa ra một cái giải tốt hơn cái lời giải mà bình thường người ta vẫn vẫn nghĩ. Thì vào cái thời điểm đó đấy, vào cái thời điểm năm 1960 đó, thì cái khoa máy tính nó chưa phát triển như bây giờ, thì cái bài cái lời giải của bạn sinh viên này trở nên rất là đặc sắc. Và ngay sau khi mà bạn nói thêm một chút nhé, ngay sau khi bạn sinh viên này mà hoàn thành năm thứ năm của đại học ở MGU ấy, thì bạn 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 này đã dùng ngay cái bài toán này này, dùng ngay cái lời giải này để bảo vệ luận án tiến sĩ của mình luôn. Và sau đó thì sau cái lời giải này của cái bạn sinh viên tên là Karasuba, thì một loạt những công trình khác đã phát triển thành cái hướng rất là nhiều trong cái hướng đó. Và hiện nay cái phép tính nhân các số nguyên này đã được phát triển rất là nhiều rồi, không không phải như cái thời kỳ năm 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 60 nữa. Đấy, các bạn thấy như vậy ta thấy là từ một cái bài toán rất đơn giản mà học sinh cũng có thể hiểu được, thì chúng ta có thể đưa thành những cái bài tập lớn để cho học sinh, để cho học sinh có thể nghiên cứu, có thể phát triển. Đấy, cái hay của cái môn tin học bây giờ là như vậy đó. Thì bây giờ hôm nay chúng ta sẽ hôm nay chúng ta sẽ cái buổi hôm nay là buổi mà tôi sẽ cùng các bạn giới thiệu cho các bạn cái lời giải về cái phép nhân này nhé, phép nhân này của cái sinh viên tên là Karasuba. Và hiện nay cái thuật toán này được có tên hẳn là thuật toán Karasuba, rất là rất 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 rất, rất, rất nổi tiếng. Thì bây giờ trước khi mà tôi đi vào cái cụ thể thì tôi cùng các bạn chúng ta cùng nhau đây, bây giờ chúng ta như vậy ở trong ví dụ trong Python chúng ta có thể nhân hai số bất kỳ. Thì tôi lấy ví dụ như là a này bằng này, đây tôi lấy một trong bất kỳ nhất đó, b này bằng này.
ở trong Python rất hay các bạn, ở trong C Pascal thì cái một cái số tự nhiên ấy nó chỉ hạn chế, nó không, nó không luôn, không luôn vô hạn. Tôi không nhớ lắm là bao nhiêu, về phải xem lại cái, nó chỉ khoảng là 64 bit, hình như là 64 bit thôi thì phải. Đây để tôi xem lại, nhưng mà nôm na tức là ở trong các ngôn ngữ lập trình bậc cao ấy, thì cái số tự nhiên ấy thường là nó không thể lớn vô hạn, không thể lớn vô hạn, nó chỉ là đứng ở đó thôi, nó phụ thuộc vào cái bộ nhớ và thuộc vào cách người ta tổ chức cái dữ liệu. Nhưng mà nhà Python rất là hay, Python là ngôn ngữ mà cho phép nó không hạn chế cái bộ nhớ dùng để lưu trữ số số tự nhiên, cho nên chúng ta có thể, Python là người cho phép chúng ta thử nghiệm các thuật toán với số tự nhiên, với số nguyên cực lớn, được bao nhiêu là tùy ý nhé, rất là thoải mái. Ví dụ bài này chẳng hạn, chúng ta có thể viết là a nhân b này, cái số này chưa chắc ở trong, cái số lớn như này chưa chắc ở trong C đã thỏa mãn. Tôi viết a mũ này, mũ 100, mũ 1000 cũng làm được không? À 1000 thì không được. Thế là thêm nhé, thế là được nhé. À, mũ 100 có được không? Báo lỗi. Đấy, A 100 là được nhé. Còn A 1000 là không, là vì sao? Vì hiện nay là mặc dù là số tự nhiên ở trong Python nó không giới hạn độ lớn nhé. Nhưng lại nó chỉ, cái số tự nhiên có thể bật bao nhiêu cũng được, miễn là bộ nhớ đủ, cái bộ nhớ máy tính là đủ. Nhưng mà cái trường này vì sao 1000 là sẽ bị lỗi? Bởi vì như thế này, bởi vì là ở trong Python thì nó cho phép hiển thị max số nguyên trên màn hình ấy, maximum là 4.300 chữ số thôi đấy. Nhưng mà cái số này là số có thể lớn hơn, cái đó, vì chúng ta muốn hiển thị số này, chúng ta có thể tăng cái giới hạn này lên đấy. Thì cái giới hạn mà cho phép thể hiện một cái số tự nhiên, một số nguyên trên màn hình máy tính ấy, trong Python được quy định bởi cái hàng số sau đây, bởi cái hàm sau đây. Bây giờ chúng ta tôi nói thêm ngoài đấy, cho chúng ta import cái thư viện sys, thì trong thư viện sys có một cái hàm này, tôi xin lại, cái hàm nó dài lắm, tôi phải in ra mới nhớ được. Đây, trong thư viện sys nha, trong thư viện hệ thống, cái thư viện sys này rất là hay này, rất là hay nhé. Nhưng mà nó không nằm sẵn trong Python lõi, mà nó nằm bên ngoài, nhưng mà nằm trong, nó nằm ngay ở trong thư mục của cái Python ấy. Chúng ta cứ lúc nào chúng ta cũng thể là import cái sheet này vào, chúng ta có thể dùng cái thư viện đó. Đây tôi kiểm tra nhé, bằng cái hàm nào. Đây, để tôi tìm, hơi nhiều chữ quá, để tôi tìm một chút nhé. À, cái chỗ nào, đây, cái hàm là set int max string digit đó. Ngoài ra trong cái hàm là cái hàm get đấy cơ. Đây là hàm set nhé, còn đây là hàm get, đây là hàm get, là hàm này này, hàm get đâu rồi, get int, get này, đây, get in nhé, get in max, đây hàm này đấy. Cái hàm này thì trả lại xem là hiện nay số nguyên ở trong Python được phép là hiển thị trên màn hình là maximum là bao nhiêu chữ số, còn cái hàm set là được phép đặt lại cái đó. Bây giờ tôi kiểm tra nhé, tôi kiểm tra trên trên chúng ta nhé. Đây tôi kiểm, đây kiểm tra cái hàm này. Đây, cái hàm này nó trả lại là cái số lượng, cái số chữ số maximum của một số tự nhiên, được phép hiển thị trên màn hình của, à phải là sys rồi, tôi viết lại nhé, thiếu cái sys rồi, này tôi viết lại nhé, sys. Đấy, chấm này. Đấy. Mặc định nó là 4.300. Bây giờ tôi sẽ viết lại. Tôi sẽ viết lại cái hàm này, cái hàm sys chấm, đây là set. Đấy. Nhé. Sys chấm set. Ôi, cái nhầm này. Phải là chấm. Chấm nhé. Hàm hệt như vậy, thay chữ get bằng chữ set thì đây là cái hàm mà được phép thiết lập cái độ dài. Ví dụ tôi thiết lập cho một số tự nhiên ở trong, cho phép hiển thị là, đây là 4.300, tôi hiển thị là 100.000 chữ số nhé. Đấy, như vậy là cho phép hiển thị một số tự nhiên có độ dài là 100.000 chữ số ở trên màn hình máy tính. 100.000 thì nó quá lớn, để enter nhé. Đấy. Như vậy chúng ta đã đặt lại cái giá trị mặc định là một số tự nhiên, một số nguyên ở trong Python được phép hiển thị là 100.000 chữ số
trong gà thì cực kỳ lớn các bạn ạ nhé. Đây là trong gà này nhé. Bây giờ tôi tính lại cái này, đây tôi tính lại là a mũ 1.000 xong tính được không nhé, a mũ 1.000 nhé, xem có được không, nó sẽ rất lớn luôn đấy. Đây này, nó là 144 like nhé, đây này, đấy. Đây chính là cái số đó đây, rất lớn. Như vậy là hiện nay là theo tôi hiện nay là trong Python, một trong những cái tôi nhìn thấy, tôi cảm giác nhé, một trong một cái ưu điểm lớn nhất mà trước mắt ở trong lĩnh vực là thuật toán ấy, liên quan thuật toán, liên quan khoa học máy tính ấy, của Python, là chúng ta tha hồ được phép thử nghiệm với các số số nguyên lớn, số nguyên lớn rất nhiều cái bài toán mà các thuật toán liên quan đến số đấy. Còn ở trong trong C và trong Pascal rất hạn chế, vô cùng cái chuyện đó. Thì sau này nếu chúng ta có điều kiện, chúng ta sẽ quay lại, chúng ta lên điều kiện trong cái lớp mà hướng dẫn khác ấy, thì tôi sẽ trình bày các bạn một số các cái bài toán mà liên quan đến các bài toán liên quan đến kiểm tra số nguyên tố chẳng hạn, hay là các bài toán này phân tích ra thử số nguyên tố chẳng hạn, những cái bài liên quan đến mã hóa đấy. Thì đối với trong C muốn làm, chúng ta sẽ phải rất là cầu kỳ, chúng ta phải đặt phải thiết lập lại các kiểu dữ liệu là số nguyên mới và đặt cho nó độ dài rất lớn. Còn ở trong Python thì không cần, chúng ta là vô tư. Được rồi, thế bây giờ tôi xem lại, nhưng bây giờ như vậy a b là các số lớn nữa, thì được tôi viết là x bằng là a mũ 200 đúng không, y bằng b mũ 100. Như vậy x y là rất lớn. Bây giờ tôi thử tính x y nhân, thì hỏi là cái phép nhân này, cái phép nhân ở trong số nguyên trong máy tính nó làm như thế nào đấy, thì câu hỏi là như vậy. Thì như vậy vào thời điểm trước năm 1960 của thế kỷ trước ấy, thì cái phép nhân này là cái phép nhân này là có lượng phức tạp của nó là ON bình phương, với N là cái số các cái chữ số của x và y, maximum của số y và x và y. Nhưng mà sau khi mà Kasuba mà giải cái bài này thì lập tức là người ta đã cải tiến, như vậy cải tiến trong máy tính và cải tiến trong rất nhiều những cái bài tập, những cái chương trình khác, và trong máy tính cũng được cải tiến đấy. Thì sau Karasuba thì rất nhiều người khác đã vào giải, và rất cái hay của bản thân cái lời giải của Karasuba nó rất đơn giản các bạn ạ, đó là tôi chia sẻ các bạn nhé. Nhưng mà cái hay của nó là nó mở ra một cái hướng mới, và sau Karasuba phải có hàng trăm cái hàng nghìn cái công trình khác phát triển, cứ người sau lại phát triển thêm một chút nữa, mở rộng thêm, rút gọn thêm, và đến cho giờ phút này đấy, cho đến giờ phút này thì cái kết quả mới nhất mà tôi biết ấy, là có một cái vừa làm rất mới, cái của mới nhất của một cái nhà khoa học mới phát minh ra năm 2019, cái đây 3-4 năm thôi. Thì cái như vậy là Karasuba nhé, Karasuba để giải cái bài này với cái thời gian là 1.5849 nhé. Đấy. Thì trong đây là khoảng những năm 1960 nhé. Nhưng mà gần đây nhất là năm 2019 thì người ta đã giảm cái này xuống, và người ta đã chứng minh được là có thể thuật toán với thì ăn được, có thể ăn được hết là o n log n. Mẹ quất đi chỗ khác trời. Thì cái thuật toán mà n log n thì cực khó các bạn, nó dài, nhưng mà chúng ta biết thế thôi, chúng ta không ấy nhé, chúng ta không. Như vậy là với cái việc đưa cái khoa học máy tính xuống lớp 11 thì chúng ta rất tiếp cận được rất nhiều cái bài toán hay, không phải như ngày xưa. Ngày xưa là chỉ có là giải toán và test. Chúng ta không hề biết những cái này. Bây giờ thêm một chút nữa cũng là nhân tiện đây nó vui, thì chúng ta nhớ lại là ở trong môn toán ấy, là cái môn mà được mệnh danh là rất là khoa học nhé, thì thậm chí có những bài toán rất là khó mà có thể mô tả cho học sinh phổ thông hiểu được, thậm chí lớp 6 hiểu được. Chúng ta nhớ lại một bài toán rất nổi tiếng đúng không, đây là cái bài toán này gọi là bài toán Fermat. Chúng ta nhớ lại một chút nhé, cái bài toán đó là mô tả như này, là mô tả xem là cái phương trình xn cộng yn bằng zn có nghiệm hay không
với số tự nhiên, với phạm vi số nguyên VN bất kỳ, VN bất kỳ thì liệu nó có nghiệm hay không? Cái phương trình trên là có hay không, có nghiệm nguyên hay không đấy nhé, có nghiệm nguyên hay không. Thì đây là một cái bài toán mà học sinh lớp 6 cũng hiểu được, vì lớp 7 là cũng hiểu được. Như vậy là với môn toán, thậm chí người ta có thể mô tả một cái bài toán mà chưa có lời giải mà học sinh phổ thông cũng hiểu được. Được chưa? Thế cái câu hỏi đặt ra này, với môn tin học có như vậy không? Thì với tin học mà với chương trình tin học trước năm 2018 thì không thể nào chúng ta không thể biết được. Chẳng vì chúng ta biết gì, nó chưa nó trước năm 2018 thì chương trình tin học là một cái môn hoàn toàn là thực nghiệm. Môn có cái tính là ứng dụng thôi, chứ nó không phải là môn khoa học. Đấy. Cho nên là không thể nào biết đâu là một bài toán không lời giải. Nhưng mà bây giờ chúng ta biết rồi đấy. Tôi xin mô tả ngay một cái bài toán rất đơn giản nhé. Thì cái bài toán sau đây là cái bài toán mà trong trình chúng ta là học sinh là hoàn toàn dễ hiểu được ngay. Nhưng bài toán này là vẫn chưa có lời giải. Tôi lấy ví dụ như bây giờ cho các bạn, tôi ví dụ từ nó cho lớp rồi. Thế là bài toán sau đây này. Bài toán nhé. Cho cái dãy A, cho cái dãy số A gồm N là số nguyên nhé, số nguyên. Đấy, cái A nó sẽ là cái dãy là A0 này, A1, A2, AN-1. Đấy, như thế nhé. Bây giờ cho trước số K. Cho trước số tự nhiên K. Bây giờ bài là hãy tìm ba cái phần tử tức là khác nhau về chỉ số, ba phần tử khác nhau về chỉ số nhé, khác nhau về chỉ số của A. Đấy. Tức là mà sao cho là A đây, sao cho là AI cộng với AG cộng với cái A một cái chỉ số nó bị IGL chẳng hạn bằng cả. Đấy. Cái bài này là bài tôi đã làm rồi, cái bài này là cái bài tôi đã từng làm ở trong lớp chúng ta rồi, làm lớp chúng ta mà sử dụng kỹ thuật là hai con trỏ, gọi nhiều không nhỉ? Cái bài này tôi từng giải từ rất lâu rồi, tôi giải từ hôm đầu của chương trình lớp chúng ta. Bài này chúng ta đã giải được lời giải biết rồi đúng không? Lời giải dễ dàng, chúng ta đã giải bài này trong hai con trỏ. Và lời giải đó có cái độ phức tạp thuật toán là O N bình phương. Bài này đã có lời giải nhé, một cái lời giải rất đơn giản chỉ 2-3 dòng thôi là làm được bài này mà học sinh phổ thông chúng ta học hiểu ngay. Thế bây giờ câu hỏi đặt ra thì còn ra là có tồn tại hay không, một bài này có tồn tại hay không thuật toán với độ phức tạp là nhỏ hơn N bình phương. Bài toán đặt ra là có tồn tại hay không. Tồn tại hay không một cái thuật toán của bài toán trên nhé, sao cho là có độ phức tạp, có cái thời gian chạy nhỏ hơn hẳn O N bình phương. Đây là bài toán rất dễ hiểu đúng không ạ? Học sinh hoàn toàn dễ hiểu mà có thể làm. Thì tôi nói luôn là tôi luôn nhé, cái bài toán này là bài toán mà đến bây giờ chưa có lời giải đó. Nếu mà ai mà tìm được cái lời giải của bài này với độ phức tạp nhỏ hay bình phương thì đó là một công trình khoa học rất lớn, nó có thể bảo vệ luôn luận án tiến sĩ luôn, chỉ một bài như vậy thôi. Nên các bạn thấy rằng như vậy là bây giờ với cái tinh thần mới của chương trình mới nhé, thì môn tin học bây giờ là hoàn toàn là môn khoa học, thế nào nó là môn khoa học và nó là nó ngang hàng cái môn học khác. Tôi vẫn nói ở trên cái buổi mới tập huấn vừa rồi đấy, là việc đưa cái chương trình dạy về khoa máy tính, dạy về thuật toán ấy, có chút liệu thuật toán xuống cấp 3, cấp 11. Thế đây là một cuộc cách mạng, nó giúp cho lần đầu tiên môn tin học trở thành cái môn khoa học rất là cơ bản, bài bản giống như các môn học khác, ví dụ là môn giống như môn toán chẳng hạn. Ai mà làm ra được cái bài toán này, giải được bài toán này với lời giải thấp hơn là N bình phương thì lập tức đó là một công trình khoa học.
Đấy, thì bài này, vì bài này cho tận phút giờ phút này là chưa có lời giải. Đấy, giống như là cách đây là hơn 60 năm thì Kolmogorov đã đưa ra cái em đưa ra cái câu hỏi. Đấy. Đưa ra câu hỏi cho cái bài toán này nhá. Là cái bài toán này là có thời vào thời đó là có thời gian chạy là ON bình phương, và cần một đốc câu hỏi là bạn nào, bạn sinh viên nào có giải được không, với lời giải là nhanh hơn cái này không, thì có thể cái em học sinh này đã sinh viên này đã giải được bài toán này, và lập tức em này dùng ngay cái lời giải này viết thành bài báo và dùng ngay nó để bảo vệ luận án tiến sĩ luôn, thì đó gọi là phó tiến sĩ. Và cái hay của cái thực ra cái lời giải nó rất đơn giản thôi, nhưng cái hay của nó là nó mở ra một cái hướng mới tinh, và người ta rất nhiều nhà khoa học khác cùng tham gia cùng phát triển. Và sau bài báo của Karasuba thì Karasuba thì có rất nhiều, phải hàng trăm cái bài báo khác phát triển tiếp theo cái ý tưởng này, và tận 2019 tức là mới tính tình nhé, thì người ta đã hạ cái thời gian này xuống tận là n log n. Thì chắc là bây giờ các cái ngôn ngữ mới tinh ấy là người ta phải dùng cái này cho nó nhanh, phải giải tính cho nó nhanh. Rồi thế bây giờ chúng ta sẽ sang bài hôm nay nhé. Thì trước khi mà hôm nay đức của tôi là tôi sẽ giới thiệu các bạn lời giải chi tiết của cái bài của cái Karasuba này. Nhưng mà trước khi đi vào điều đó, tôi muốn giới thiệu các bạn một cái định lý rất quan trọng. Định lý này chúng ta gọi là cái định lý đúng không? Định lý cơ bản để tính toán các công thức truy hồi đối với các cái độ phức tạp thuật toán. Thì tôi mô tả luôn bây giờ nhé, rất quan trọng, rất quan trọng. Tôi viết là gọi định lý cơ bản. Định lý cơ bản. Nhé. Ở trong tiếng Anh nó gọi là master. Đấy. Master theorem, tức định lý cơ bản đấy. Thì định lý này nó rất là hay. À, nó là cơ bản vì sao? Vì nó giải quyết ra rất nhiều các lớp bài tính để tính các cái tính thời gian chạy của thuật toán ấy, thì nó giải quyết rất nhiều cái bài toán. Thì đặc điểm nhất là cái rõ nhất ở trong các kỹ thuật chi để trị, thì trong thuật toán chi để trị là hết nó dùng để quy, cho nên là với các bài toán chi để trị nhé, với các bài toán mà sử dụng chi để trị thì người ta đều tính chữ TN này thông qua công thức truy hồi hết. Truy hồi. Ví dụ như này nhé, lấy ví dụ. Tôi lấy ví dụ cho chúng ta xem như ví dụ nhé. Ví dụ một là cái chúng ta nhớ lại cái thuật toán là tìm kiếm nhị phân nhé. Chúng ta nhớ lại cái thuật toán tìm kiếm nhị phân nhé. Đấy. Thì tất nhiên nhị phân chúng ta đã nhớ lại là thì chúng ta đã làm cái này này, thì chúng ta đã biết như sau này, cái công thức để mà tính cái thời gian chạy TN đó tự như sau này là T1 thì bằng O1, tức là nó chỉ là hằng số. Đấy. Còn TN thì là tính ra là bằng là TN chia 2 cộng với O1. Đấy, thì đây là công thức truy hồi để tính thời gian chạy của thuật toán tìm kiếm nhị phân, và tất cả những cái bài toán tương tự như tìm kiếm nhị phân đều có cùng một công thức này hết. Đấy. Hai. Cái bài số 2 mà chúng ta đã biết là đối với thuật toán sắp xếp chọn. Thuật toán sắp xếp chọn. Đấy, chúng ta cũng đã từng làm rồi. Từ buổi hôm trước rồi đúng không nào? Buổi hôm trước nữa đấy. Thì sắp xếp chọn chúng ta đã tính được ra như sau. Tính được ra là cái thời gian chạy của sắp xếp chọn là như thế này. Hôm trước tính rồi đúng không? Là T1 mà làm một hằng số, có thể là 1 hoặc là 2, 3 thì không quan trọng, nó là một hằng số hoặc 1 nhé. Còn TN thì như sau, TN nó sẽ bằng là 2TN chia 2 và cộng với ON. Đấy. Chúng ta nhớ lại là khi ta chọn
cái toán xét trộn là đang chia chia đôi ra, chia đôi cái dãy ra đúng nhỉ. Sau đó chúng ta gọi đề quy. Chia đôi ra thì gọi đề quy đó nó chính là hai lần t n chia 2. Sau chúng ta trộn lại chính là on. Cái này chính là trộn này. Đấy, merge lại này, cái này là tách là trị này, tách ra. Đấy. Được chưa? Thì người ta đã chứng minh được hoàn toàn, nhắc lại là hoàn toàn là chứng minh bằng toán học được là từ đây này, từ cái nhị phân này suy ra là cái tn này bằng bằng là bậc của là log n. Đấy. Còn với cái từng cái xét trộn này chúng ta cũng có thể chứng minh được bằng toán học rất là dễ, mà tôi cũng đề nghị là trên lớp chúng ta có thể giao cho học sinh tìm hiểu, học sinh chứng minh và học sinh trình bày trên lớp cho cả lớp nghe, chứng minh bằng toán học hẳn hoi. Là với xét trộn thì chúng ta có thể tính chứng minh như sau, tức là tn của nó là bằng o lớn của n log n. Đấy. Tức là chúng ta chứng minh được rằng là cái thời gian chạy của xét trộn là thấp hơn hẳn so với là sắp xếp chèn, sắp xếp mà chọn, sắp xếp nổi bọt lại là n bình phương, còn thằng này nó là n log n thấp hơn hẳn, được chưa? Rồi, thế thì dựa trên cái này bây giờ tôi sẽ tổng quát hóa nhé. Thì từ lớp cũng đã chứng minh rồi, bây giờ tôi sẽ mô tả lại thôi, là định lý cơ bản là như sau đây nhé. Tôi mô tả lại cho bạn là cái định lý cơ bản là như thế này. Định lý này là rất quan trọng luôn nhé, chúng ta công nhận đấy, và chứng minh nó cũng tương đối khó. Tuy nhiên là tôi vẫn định lý là như sau này. Tôi khuyên là mặc dù là khó và có lẽ nó không nằm trong cái phạm vi mà trong trường phổ thông, không bao giờ học sinh không, chỉ lên đại học thôi, thậm chí học sinh đại học cũng chắc đã biết, chỉ là cái thực ra cái chứng minh lý cơ bản này nó nằm ở trong cái phạm vi của các cái cao hơn đại học, tức là bậc cao hơn, bậc nghiên cứu sinh chẳng hạn. Nhưng mà cái chứng minh của nó cũng lại là chứng minh lý cơ bản này cũng rất là dễ hiểu, học sinh lớp 11, 12 tôi nghĩ là hoàn toàn hiểu được, không có gì là cao siêu cả, nó chỉ là phép tính số học bình thường thôi. Rồi như sau này, bây giờ như các bạn như sau nhé. Bây giờ giả sử hàm hàm tn chỉ là cái hàm là nào đó nhé. Hàm tn là cái hàm thời gian nào đó cũng thuật toán thỏa mãn tính chất sau. Tính chất sau. Đây là T1 giống như trên đây, giống nó là đá công thức giống như là đối với tình huống nhị phân và sắp xếp trộn. Còn tn là như sau. Tổng quát như sau. Tổng quát nó bằng là một cái hằng số a nhân với t của n chia cho b. Đấy. Và cộng thêm một cái biểu thức là c nhân với n mũ k. Đấy. Được chưa? Với n mũ k. Thì với thuật toán sắp xếp từ nhị phân thì cái k này nó bằng 0. Còn đối với thuật toán sắp xếp trộn thì k nó bằng 1. C là hằng số. Ở đây có thể vì hiểu là A là phải lớn hơn bằng 1, B là phải số lớn hơn 1 và C là một hằng số lớn hơn 0. Đấy, A, B, C là các hằng số. Đây thì đây là cái giả sử nó là như vậy. Thì cái T này nó là tổng quát hơn so với hai cái này. Đây là trường riêng nhé. T này bằng T này cộng ôm một chữ cộng hằng số thôi. Còn đây là cộng với on chính là C là CN đây, đúng không? Thì là trường hợp mà một thì cái nhị phân thì tương đương với đây lại là k bằng 0. Còn trường hợp mà sắp xếp trộn thì tương đương với ở đây là gì, tương đương là a bằng 2, b bằng 2 và k bằng gì, k bằng 1. Còn ở trên này là a bằng 1, b bằng 2. Đó. Thấy không nào? Đấy. Được chưa? Rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ mô tả định lý nhé. Bây giờ giả sử T thỏa mãn cái đoạn này thì như sau. Khi đó tôi có này. Lý phát biểu như sau nhé. Khi đó này. Khi đó ta có đây chính là nội dung của định lý nhé. Ba trường hợp: một, nếu A mà lớn hơn B mũ K thì cái TN này sẽ bằng là O lớn của n mũ log cơ số b của a. Đấy. Công thức nhé.
Nếu A lớn B là thì ta chứng minh rằng là T là chính là bằng là có bậc của N mũ log BA, log A cơ số B. Đấy. Thế log A cơ số B thì chính là log A thôi, nhưng mà để chính xác là cơ số B cho nó chính xác nhé. À, trường hợp 2 này, trường hợp 2 là nếu A mà bằng BK thì TN sẽ tính được bằng công thức sau đây. TN sẽ bằng là O lớn của N mũ K nhân với là log N. Đấy. Còn trường 3, nếu A mà nhỏ hơn BK thì TN sẽ bằng là O lớn của N mũ K. Đấy. Như vậy là chúng ta đây là ba cái điều, ba cái khẳng định rất là hay của định của cái định lý cơ bản nhé. Thế bây giờ đối với chúng ta là chúng ta học thuộc lòng thôi, biết để áp dụng. Khi chúng ta làm bài toán, ta giải ra, ta tính được. Hầu hết các bài toán mà chia để trị đều dùng được suy được cái suy đến công thức triệu hồi như này và đều dùng như này hết, và ta có thể tính toán được chưa? Bây giờ chúng ta cùng nhau thử lại nhé. Đây, chúng ta cùng nhau làm việc, chúng ta áp dụng này, áp dụng nhé, áp dụng này. Bây giờ trường hợp A với thuật toán là tìm kiếm nhị phân nhé, thì có phải là TN bằng bằng T của N chia 2 xong cộng với O1 không? Vậy suy ra đây là A bằng 1, B bằng 2, đúng không nhỉ? Và K bằng 0. Được chưa? Như vậy là hai mũ không thì bằng, vậy suy ra là A là bằng B mũ K. Đấy, chứ A bằng B mũ K. Từ đây suy ra theo cái I2 này, theo thực lý cơ bản, ta suy ra là TN sẽ bằng là O lớn của N mũ 0 nhân với log N, thì có phải là bằng O lớn của log N không? Đấy. Vậy thì suy ra là từ cái định lý cơ bản ta suy ra ngay là với thuật toán tìm kiếm nhị phân thì là độ phức tạp của nó chính bằng O log N, thì ta công nhận luôn, đúng không nào? Đấy. Có bằng thấy hay không? Thế như vậy dùng cái thuật toán tìm kiếm nhị phân là đi cơ bản ra ngay. Bây giờ trường B chúng ta áp dụng cho thuật toán sắp xếp trộn nhé. Trộn này, chúng ta có là TN này, nhớ lại cái sắp xếp trộn này bằng là 2TN chia 2 cộng với O lớn N. Đấy. Mình sẽ ra đây là A bằng 2, B bằng 2 và K bằng gì? K bằng 1. Đây, K 1. Vậy sẽ ra cái gì? Vậy sẽ ra như sau. Đấy. Vậy suy ra là như thế này. Đấy. Vậy suy ra rằng là A. Vậy đây cũng suy ra là chính là A cũng bằng bằng BK thôi. Đúng là A bằng BK vì A bằng 2 nhé. B là 2, K 1, B mũ K là 2, vậy đây vậy là A bằng BK, vậy suy ra cũng trường hợp 2 thì suy ra là TN bằng trường hợp 2 là gì? Trường hợp 2 thì sẽ chỉ bằng là O lớn của N mũ K nhân với log N K bằng 1, thì sẽ lại bằng là O lớn của N log N. Đấy, như vậy là từ định lý cơ bản suy ra là đối với sắp xếp trộn, suy ra là suy ra ngay được là thuật toán của nó có độ phức tạp là O lớn N log N. Đó. Được chưa? Rồi. Đấy, như vậy là chúng ta tôi nói tranh các bạn về cái định lý cơ bản. Đấy, định lý cơ bản rất định lý rất hay, rất nổi tiếng luôn. Và bây giờ định lý này thì giúp chúng ta là không cần phải cần tìm công thức triệu hồi thôi là tính luôn được công thức triệu hồi, là tính luôn được 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 độ phức tạp của toán, khỏi lý luận là lằng nhằng là có gì, đúng không? Chúng ta biết rồi, chúng ta cứ là cứ thế mà áp dụng công thức thôi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ quay lại nhé. Tất nhiên là không phải kia, không phải thuật toán nào cũng có thể tính được công thức triệu hồi như này. Đấy. Không phải cái nào như vậy nhé. Tôi lấy ví dụ cái bài toán hôm trước ta học về bài toán là sắp xếp nhanh ấy, thì nó không dùng công thức này được. Với sắp xếp nhanh chúng ta phải tính riêng. Đấy, cái phần tính
phức tạp thời gian của toán sắp xếp nhanh là cái bài toán rất là khó mà tính riêng. Đối với toán sắp xếp nhanh thì không có công thức này. Công thức này chỉ tính chỉ có một số các bài nào cũng, nhưng mà cũng đa số những cái bài mà sử dụng chia đề trị đều có công thức đơn lá như thế này. Đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ quay sang cái bài toán của Kolmogorov nhé. Như vậy là cho trước hai số x và y nhé. Bài toán Kolmogorov là như sau. Chúng ta nhắc lại một tí chút này. Đây chúng ta quay lại cái bên này. Chúng ta cùng nhau giải. Đây là ví dụ nó vì nó đơn giản nó hay chúng tôi muốn giải kỹ. Nhé. Đây là nhắc lại cái bài toán gọi là cái bài toán nhân nhanh nhé. Nhân nhanh. Giả sử x y là hai số là các số là hai số tự nhiên, hai số nguyên, chỉ có thể là nguyên, không cần thiết là phải tự nhiên, không có phải là dương, hai số nguyên nhé, có cái độ dài và có n chữ số, cùng có n chữ số cả. Giả sử một số ít hơn thì ta cứ thêm số không là trước thôi nhé. Nó thêm một chút này thì là x y này, bài này có thể giải trên bất cứ một cái hệ đếm nào. Hệ đếm có thể là hệ đếm cơ số 2, hệ đếm cơ số 10, hệ đếm cơ số bất kỳ. Nhưng mà chúng ta để đơn giản chúng ta sẽ giải trên hệ số cơ số 10 cho nó dễ nhé. Đấy, ví dụ như là tôi lấy x thì lấy x thì bằng 1 2 4 6 7 8 chẳng hạn. Đấy. Y thì bằng là 5 6 1 1 0 2 chẳng hạn. Chúng ta làm như nào? Đấy. Ở đây bài này là cả x và y đều là các số có 6 chữ số trong hệ thập phân. Thì bây giờ làm sao bây giờ cần phải làm phép nhân x nhân y. Đấy. Thì theo cái cách cũ vào thời năm 60 đấy thì phép tính này sẽ phải mất là vì nó làm cái phép nhân nó đây này, chúng ta tôi làm lại một chút nhé. Đây chúng ta làm tổng quát nhé. Bây giờ giả sử như này, tổng quát này, bây giờ giả sử là x thì nó có các chữ số nhé, là x thì n trừ 1, x thì n trừ 2, x thì 1, x thì 0. Đấy. Nó có cái độ dài là như này. Tôi viết để như này để hiểu. À đây là viết trên hệ cơ số 10. Hệ đếm 10. Thật ra có thể là bất kỳ, không phải là 10 nhé. Bây giờ giả sử y bằng y n trừ 1, y n trừ 2, y 1 và y 0. Viết trong hệ đếm cơ số 10. Đấy. Thì theo cái tính cũ mà học tường, theo cái phép nhân mà học từ trong thời trong cho học sinh tiểu học ấy, thì chúng ta nhân lên thôi nhé. Chúng ta làm phép nhân bình thường, nhân từng chữ số một thôi, và các bạn thấy ngay này, tôi viết lại là đây là x n 1, x n 2, x 1, x 0, sau đó đây là y n 1, y n 2, y 1, y 0. Đấy, chúng ta làm phép nhân như này đó. Chúng ta lấy y0 nhân với x0. Đấy, đúng nào. Sau chúng ta nhân lên cho nó có thể nhớ tạo được một cái số. Cùng lắm là gọi n cộng một chữ số. Lấy y1 nhân lên ta làm y1 ta lùi vào đây một tí, lùi vào. Vân vân. Đến cuối cùng thì nó sẽ lùi ra như thế này. Đấy. Đấy. Được chưa? Đấy, và đấy. Và sau chúng ta làm phép cộng lại thì được các cái số, đây là kết quả. Đây là phép nhân theo tiểu học bình thường, đúng không nào? Đấy. Nhá. Thì đây là có n lần nhé. Đấy, thì cái chỗ này chính là y không nhân với x gì đấy, đúng không? Thì chỗ này là mất là n phép tính, on phép tính. Cái hàng thứ hai cũng mất là on phép tính như vậy. Cuối cùng là on phép tính. Cái chỗ này là cộng lại, cái cộng lại này cũng mất on hết. Như vậy tổng hợp lại, nhưng mà tổng hợp lại ta có chính là on bình phương. Cách phép tính là cái phép nhân đơn giản và cộng đơn giản, chúng ta cộng lại thì nó sẽ là on bình phương. Tức là bét ra là on bình phương, có thể nhiều hơn, nhưng mà là tối thiểu đó là on bình phương. Đấy, như vậy theo cách cũ mà tính bình thường là on bình phương, mà chính là cái này là cái bài toán mà Kolmogorov đưa ra cho sinh viên để hỏi các em có ai nghĩ ra được cách làm nhanh hơn không. Đấy. Thì Karasuba là làm như sau, cậu này cậu nghĩ ngay ra là dùng chia để trị
Thì đây là cái bài toán nằm trong cái các ví dụ điển hình của cái toán chi tiết trị rất là hay, chúng tôi sẽ ở đây nhé. Thì cái làm như sau này, cách làm của class số 3 là như sau, để tôi biết tôi mô tả các bạn cách làm của class số 3 nhé. Thì nôm na là chia trị là chúng ta phải chia cái x y là các số n, chữ số chúng ta chia đôi ra rồi thì như thế nào. Đây mình x y nhé, x y đây, x y này bằng là x y n trừ 1, x y n trừ 2, x 1, x 0. Bây giờ ông mà các chúng ta chia đôi ra đấy nhé. Tôi ký hiệu là tôi gọi m, tôi gọi m là bằng n chia 2, để gọi chia 2 như này, m chia 2 như. Thì cái em x thì tôi chia làm hai hai phần, phần ở trên đây và phần ở dưới đây đấy nhé. Phần ở trên tôi gọi là a, ở dưới tôi gọi là b. Thì ta có là x thì này sẽ bằng là a này nhân với là 10 mũ n, 10 mũ m đúng không, cộng b đấy. Như vậy là chúng ta có thể tách đôi cái y ra, tách ra x thì ra làm hai, làm hai nửa và tính ra thành, khai triển ra thành x thì bằng a mũ 10 nhân với b cộng với b. Và ở đây rất cái lạ là đây là a b là các cái số có m chữ số thôi. Đấy, m chữ số được chưa. Đấy, cái việc trên này là cái việc tính a b rất dễ, tính tính có x thì rất là dễ. Và tương tự như vậy thì y sẽ bằng là c nhân với 10 mũ m và cộng với d. Như vậy là y và y chúng ta, y chúng ta chia ra y đây, y là bằng là y y n trừ 1, y n trừ 2, y 1, y 0. Chúng ta chia đôi cái số này ra, một nửa ra, thì cái nửa đầu này, cái số nửa đầu này là tôi gọi là c, cái nửa sau này tôi gọi là d. Như vậy ta có công thức như này đúng không nào. Đó, với công thức này thì thực ra cái AB tính rất dễ các bạn ạ. Tính như này nhé, tôi mô tả cách tính AB nhé. AB nó là cái gì? Đây, A này, A chính là bằng là gì? Chính là bằng là x gì mà chia cho chia nguyên cho 10 mũ m. Đấy, cái trên này thôi. Còn B chính là bằng là x gì lấy chia số dư cho 10 mũ m. Đấy, tương tự như vậy rồi là C chính là bằng là y chia nguyên cho 10 mũ m Còn D chính là bằng là y chia nguyên cho 10 mũ m, rất là đơn giản đúng không ạ. Đấy, đây là công thức tính tính AB và CD. Đấy, ở trong trong lý thuyết về số ấy, thì với cái việc là chia hay nhân với hay làm chia nguyên cho 10 mũ, tức là trong cái cho đang nói đến cái trong hệ đếm mà, thì cái việc chia này này, nhân với 10, nhân với 10 mũ k, chia cho 10 mũ k, chia thương cho 10 mũ k, tất cả các phép toán này nhé, các phép toán này chỉ là chỉ là o n m thời gian thôi, o n thời gian. Đấy, đã chú ý nhé. Cái phép nhân chia này, nhân và chia với 10 mũ m, vì sao vì sao lại mất o n thời gian thôi, vì nhân với 10 mũ m, nhân với 10 mũ m là ta thêm 10 số 0, thêm m số 0 vào cuối gì, vào cuối cái số đó nhé. Còn phép chia là bỏ bớt đi thôi, cho nên nó thực sự nó chỉ là o n. Tôi nhắc lại một chút nhé, đây này, đây này, x gì đây nhé, x gì này, đây x gì bằng nhé, x n trừ 1, x n trừ 2, đến cái x gì m, x m trừ 1, x m trừ 2, x 1, x 0. Đây, được chưa. Thì cái phép chia cho 10 mũ m chúng ta chỉ việc xóa này thôi, chúng ta xóa này đi, xóa đi khỏi, xóa đi thôi. Trong máy tính nó rất là rất đơn giản, nó chỉ là cái việc chia này là đơn giản, nó chỉ như sau này, nó dịch chuyển cái chữ số thôi. Đấy, muốn lấy số này là như vậy, muốn lấy số này ra này chỉ mất là m lần dịch chuyển số, lấy số này ra cũng vậy, chỉ mất là m lần xóa số thôi. Cho nên cái việc mà tính a b c d là nó chỉ mất là o n thời gian thôi, ở trong cái phép tính, ở trong máy tính đấy, đúng là o n thời gian thôi.
Rồi, thế bây giờ chúng ta cùng nhau phân tích tiếp theo Karasuba này. Tại sao nó lại... Bây giờ Karasuba cần phải gì? Theo theo cộng đoàn này như sau, chúng ta cần phải tính là A nhân B đúng không nào? Vì như A nhân B nó lớn quá, bây giờ chúng ta sẽ phân tích cái này và chúng ta cố tình làm sao để đưa cái việc tính tích của hai số có n chữ số bằng đưa về việc tính tích của hai số có n chia 2 chữ số thôi. Để chúng ta làm nhé. Hội dụng được x gì chứ? X và y, x và y. Nó sẽ bằng như sau này, nó sẽ bằng là A 10... Thôi tôi biết thế này, tôi biết ngược lại nên dễ hơn. Tôi viết là gì? Tôi viết là 10 10 mũ m nhân với a cộng với b. Đấy, đây là a nhé, đây là x nhé. Nhân với là 10 mũ m c cộng d. Đấy. Tích này đúng không nào? Bây giờ khai triển ra này, hoàn toàn phải khai triển ra là bình thường nhé. 10 mũ m, 10 mũ m đây sẽ là 10 mũ 2 m nhân với ac cộng với 10 mũ m nhân với d cộng với 10 b nhân 10 mũ m, tôi viết là 10 mũ m tôi gộp lại là gì, là ad bc, chính là bc cộng với ad. Đấy, đúng không nào? Cuối cùng là cộng với bd. Đó. Nhưng mà chúng ta có công thức sau đây là x nhân với y sẽ bằng cái này. Đây, công thức này là rất quan trọng, được chưa? Rồi, thế bây giờ với cái này, như vậy là Karasuba đã tính được ra. Như vậy là đáng nhẽ chúng ta cần phải tính là x nhân y đúng không nào? Là tích của hai số có mỗi số có n chữ số. Bây giờ chúng ta sẽ đưa về việc tính AC, tích của hai số có bao nhiêu mấy? Mỗi số chỉ có n chia 2 chữ số thôi. Tích của BC mỗi số chỉ có n chia 2 chữ số thôi. Và tích của AD mỗi số có n chia 2 chữ số thôi. Và BD cũng vậy. Đó. À, từ đó suy ra chúng ta có thể tính như sau. Thì đây tôi mô tả cái cách tính của tôi mô tả lại cái tư duy của Karasuba nhé. Như vậy chúng ta sẽ dùng phương pháp chia để trị là như sau. Đây bây tôi mô tả các bạn cái thuật toán trước nhé. Sau tôi sẽ mô tả theo cái tôi sẽ làm cái bài toán này trên Python nhé. Thì tôi gọi cái này là nhân đi nhé. À, tôi viết mô tả thuật toán tên là nhân đi, nhân tiếng Việt nhân nhé. Nó gồm có các thông số là như sau, là x gì này, y và n. N chính là số chữ số của x và y. Như vậy nó có được chưa? Đây là cái thuật toán nhé, để tôi mô tả các bạn cái thuật toán như sau này. Đây nhé. Tất cả dựa trên công thức này này, để chúng ta chú ý dựa trên công thức này nhé, để chúng ta nhớ ta nhìn cái này nhé. Đó. Vì tôi làm sao tôi muốn để đây chúng ta nhìn thấy rõ hơn nhé. Rồi, chúng ta cùng nhau phân tích này. Bây giờ đầu tiên chúng ta thử việc với n nhỏ đã. Thì với n nhỏ chúng ta nhân như bình thường. Vì tôi biết là chúng ta viết như sau. Bây giờ là if này. If mà n mà là bằng 1 ấy. Đấy, thì chúng ta nhân bình thường chúng ta sẽ return là x nhân với y. Như vậy là với n nhỏ chúng ta nhân như bình thường, tức là có một chữ số chúng ta là phải nhân như bình thường. Nhá. Bây giờ nhưng mà bây giờ trường mà else thì chúng ta làm như sau. Chúng ta sẽ đặt là m sẽ đặt là n chia cho 2. Đấy. Biết là chia nguyên cho 2 nhá. Ở trong cái phép chia này ở trong C nó là phép dip đấy, đúng không? Đấy, thì việc chúng ta làm như sau này. Chúng ta lần lượt tính AB. Tính AB nhá. Tính ABCD. Chúng ta làm như sau này. Tại vì là đây là pseudo code thôi cho nên không còn chính xác hoàn toàn. Tôi viết là như sau nhé. A này. A bằng là x gì này chia cho 10 mũ m, đúng không? Y B bằng là x lấy số nguyên, lấy phương nguyên là phương nguyên như này là 10 mũ m. Đấy. Ở trong C Pascal thì cái phép này nó gọi là phép mod đúng không? Bây giờ C bằng y chia nguyên cho 10 mũ m và D là bằng là y lấy thương nguyên cho 10 mũ m. Tất cả các phép toán, tất cả các phép tính mà ABCD này đều chỉ là ON thôi. Đấy. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ làm tiếp nhá. Đây. Chúng ta tính cái này trước này.
chúng ta tính tính bốn cái này nhé. Đấy. AC trước xong BC xong AD xong BD nhé. Đây AC nhé. Đây thì AC chúng ta tính một cách gì? Chúng ta tính đây chúng dùng đệ quy để tính thôi. Tức hiệu nó là ED EF G H nhé. Cho nó dễ này. Như vậy là E này, E là tôi gọi là chính là nhân này, là gọi đệ quy này, nhân của AC đúng không? A này, A này C và M của M số thôi. Đấy. AC trước nhá, xong B xong BC, AD và BD chúng ta nhớ cái thứ đó nhé. Đấy, AC trước này, vậy đây nó sẽ là AC. Đây là A này, gọi là E nhé. Xong là F này, F sẽ là BD, sẽ là nhân, gọi đệ quy là nhân của BD và M, gọi đệ quy nhé. Xong là G bằng nhân của BC và đây là M. Đấy. Và cuối cùng là H bằng là nhân của AD A D M. Được chưa? Đấy. Như vậy là ACBD. Ôi. AC. Đây này, tôi viết lại như các bạn nhé. Để tôi nhớ lại. Cái này là cái này là tôi tính là E này. Cái này là F, cái này là F này. Cái này là G này, cái này là H này. Đấy. BC AD, AC trước xong BD sau nhé. AC trước xong BD là EF. EF còn ở giữa là BC và AD. BC và AD thì đây là G và H. Đấy. Đấy. Đây là tính đệ quy, sau đó thì đến đây chúng ta sẽ return. Đây chúng ta sẽ return. Thường cái gì? Bây, thường cái này. Chúng ta xem lại câu thức này. Đấy, thức này này. Nhé. Hơi dài một tí, các bạn chú ý nhé. Nó sẽ là như thế này. Nó sẽ là như sau. Cái return nó sẽ là như thế này. Nó sẽ là return như sau này. Return là 10 mũ 2M nhân với E. Cộng với 10 mũ M nhân với G cộng H. Và cuối cùng là cộng với F. Đấy. Thì đây chỉ là cái thuật toán. Đổi tôi nhỏ lại để cho dễ nhé. Đấy. Được chưa? Đấy. Đây là cái 1 này. 2 này. 3 này. Đây là 4 này. 5 này. 6 này, 7 8 là đến D nhé. Xong E F G H. E là 9 10 11 12 và 13. Đấy. Bây giờ tôi sẽ tính thử đây là cách làm mà đây là cách tư duy theo kiểu chi đây chị. Đây là cách làm mà Karasuba là người đầu tiên thử nghiệm cái này, xong bây giờ tính thử nhé. Đấy. Thì trường hợp với N1 thì hiện rằng đây nó là 1, trên đây nó chính là O1. Đấy, O1. Toàn bộ các phép tính từ dòng 4 đến dòng 8. Đây, dòng 4 đến dòng 8 chỗ này này chỉ là ON thôi, ON. Nó chỉ là phép nhân và chia với M mũ. M mũ là nhân và chia với M mà là hoặc là số dư, thì tất cả các phép tính này chỉ là O của N, O của M cơ. Nhưng mà M và N, M và N chia 2 chính là ON. Còn phép tính là từ 9 cho đến 12 là phép gọi đệ quy. Thằng này nó chính là T của N chia 2. Để như vậy nó có 4 lần, những 4 lần T N chia 2. Còn cái cùng này là chỉ là phép cộng này. Phép cộng này. Và phép nhân với 10 mũi M vẫn chỉ là ON. Tất cả chỗ này là ON hết, chỗ này vẫn là chỉ là ON thôi. Đấy. Đấy. Được chưa? Như vậy là từ phân tích này chúng ta sẽ hoàn toàn chúng ta sẽ tính được là như sau. Như vậy là với cái bài toán này chúng ta có, với cái toán này chúng ta có như sau. Là T1 bằng O1 và TN bằng bao nhiêu?
bằng 4 lần nhân 1 về dòng tính EFGH, như vậy là 4 lần T của N chia 2 và cộng với ON. Được chưa? Đấy. Và bây giờ thì chúng ta sẽ áp dụng định lý cơ bản mà đã biết ở trên. Bây giờ các bạn phải xem lại cho tôi cái công thức định lý cơ bản nhé, vì tôi không so lên hơi lâu quá. Đây này, chúng ta sẽ xem lại cái định lý cơ bản. Đây, đây này. Nhé. Của chúng ta trường hợp này là A bằng bao nhiêu? A bằng 4, A bằng 4, B bằng 2 và K bằng 1. Đấy, của chúng ta nhé. Của chúng ta ở đây là A bằng 4, B bằng 2 và K bằng 1. Đấy. Chúng ta có nhé. Đây, chờ áp dụng định lý cơ bản chúng ta có này. Chúng ta có là A bằng 4, B bằng 2 và K bằng 1. Vậy chưa, và chúng ta có như sau. Chúng ta có là như sau, chúng ta có là A là phải lớn, đã A đây lớn hơn BK nhé. Vậy suy ra theo cái phần thứ mấy? Suy ra theo cái phần thứ ta nhớ lại nhé. Theo cái phần thứ 3. Vậy phần thứ nhất chứ. A lớn BK theo 1 thì ta có suy ra là TN như sau, TN nó sẽ bằng là O lớn của N mũ là log BA. B là như B là 2 và A là 4. Đấy, nó đây. Đấy, tôi xem cái này. Thật lý cơ bản đấy. Đấy. Nhé. Nhưng mà log 24 chính là mấy? Cái này này. Cái này chính bằng 2 này, bằng 2. Vậy là chính là O lớn N bình phương. Đấy. Đấy, vậy tới đây là chúng ta thấy là như vậy là cách làm vừa rồi dùng đệ quy. Dùng để quy cách làm vừa rồi thì là không tăng, không được cái gì mới cả so với bài toán đặt ra của giáo sư Kanmogoro, đúng không nào? Như vậy theo cách làm này là hỏng, bạn thấy không? Là không hỏng mà là vẫn không được cái gì mới cả, không làm cái gì mới. Đấy, ý các bạn đã hiểu chưa? Như vậy là bản thân cá số 3 tới đây là cũng bị tắc tịt, không nghĩ ra được. Mà có lẽ cái cách làm này là bản thân giáo sư Kanmogoro cũng thế, chứ là cũng nghĩ là mình làm thử xong chia trị có được không, thì làm cái này là không được. Đấy nhé. Chứ như vậy là nếu chúng ta mà đặt ngay vấn đề, chúng ta thử với thử nghiệm viết ngay bài toán với trường hợp là với chỉ để trị, thì cách làm đầu tiên là nó không ra. Đấy. Được chưa? Nó không ra thì thế làm sao, thế hỏng à? Đấy, thì rất là may mà chính tại đây là Karasuba nó nghĩ ra một cách mới, vẫn trên ý tưởng này thôi, và cậu ta thật ra chỉ là một sự mẹo. Chỉ cái mẹo đó làm cho giúp cho cậu ta làm được thành công cái bài này. Được chưa? Thế nhưng mà giờ tôi chỉ mô tả trên là cái phần là cái phần gì? Là cái phần là rồi, thế bây giờ tôi mô tả tiếp nhé. Như vậy tới đây là Karasuba là chịu chết, không làm được cái gì cả nhé. Nhưng mà chúng ta chú ý. Bây giờ chúng ta nhớ lại công thức x nhân y nhé, bằng này. Bằng làm là 10 mũ 2m nhân với AC. Chúng ta nhớ lại một tí nhé. Nó sẽ bằng như sau này. 12 AC này cộng với nhỉ? Cộng với 10 mũ m nhân với BC cộng với AD và cộng với BD. Đây chính là công thức mà rất quan trọng, được không nào? Thì ở đây là có một phép nhân này, nhân hai số có n chia 2 chữ số này, đây là hai phép nhân này, đây có ba phép nhân này, đây có bốn phép nhân. Chính vì có bốn phép nhân cho nên là nó hỏng, bốn nhân cho nên nó tạo ra công thức là gì? Công thức tên là tn bằng 4 lần TN chia 2 cộng với ON. Số 4 đây, chính số 4 đây làm cho cái chương trình của chúng ta, chương trình nó bị chậm. Đấy, thế bây giờ rất là hay, rất là may là cái bạn sinh viên này, Kasuba này, bạn nghĩ như sau, bạn phân tích như sau. Thật là cái đêm nó làm cho tình cờ thôi, nhưng mà nó không ngờ lại giải được. Thì là bạn đã tính như cái AC để chịu, nhưng mà cái BD này, cái BD cộng với AD thì như sau này. Có cái nào mà BC và AD có thể tính qua được AC và BD không? Đấy. Có cái nào để BC cộng AD có thể tính qua được BD không? Thì rất là may
là bạn này đã nghĩ ra như sau nhé, rất là hay. Cái đây là rất đơn giản thôi nhưng rất là hay luôn. Cái này các bạn chú ý, nó chỉ là phép toán cộng trừ, chỉ các bạn cũng hiểu được nhưng mà là phải phân tích được ở chỗ này. Thì là Karasuba đã nghĩ như sau đấy. Karasuba đã phân tích cái tổng là BC cộng với AD, và anh ta đã tìm ra rất đơn giản như sau, là ví dụ đây BC cộng với AD có thể tính như sau, có thể tính như này này, có thể tính bằng là AC đấy, AC đã biết rồi trên này nhé, cộng với BD mà trừ đi mở ngoặc là A trừ đi B và C trừ D đấy. Anh ta tìm ra một công thức rất đơn giản như này, bạn thấy ok, bạn khai triển ra bạn thấy ngay nhé, biết khai triển ra này, đây khai triển ra đây là AC này cộng với BD không trừ đi này, trừ đi qua đây là AC này trừ đi AD này trừ đi BC này cộng với BD, đúng không? Điều mùa có ra ấy. Như thằng này hết này, thằng BD này hết này, vậy nó sẽ bằng gì? Nó sẽ bằng như sau, khi mở ra nhé, khi mở ra nó chính là bằng gì? Nó chính là bằng cái này này, đấy, bằng cái này này, nó chính là bằng là BC cộng với AD, nó chính là cái này, đó. Vậy suy ra là cái BC cộng AD này là cái tổng của hai tổng cái này, đấy, có thể tính được qua công thức này, thấy không nào? Ở đây AC tính biết rồi là ở chỗ này, BD biết rồi là ở đây, còn cái chỗ này là chỉ có một phép nhân thôi, quả thấy không nào? Chỗ này này, đấy, AB biết rồi, CD biết rồi, A trừ B và C trừ D đều là các số của M chữ số cả, đây chỉ có một phép nhân thôi, đấy. Vậy chúng ta suy ra như sau, đây cái hay của chúng ta cũng câu chỗ này thì không như nào khác cả, vậy ta sẽ như sau nhé. Vậy theo công thức của theo Karasuba, cái phân tích này hoàn toàn là trẻ con cũng hiểu được, lớp 6 cũng hiểu được nhé, là như sau này, đây rất đơn giản như này thôi, là như vậy là xy sẽ bằng như sau, bằng 10 mũ 2 m nhân với AC cộng với 10 mũ m nhé. Nhưng ở bên trong của nó thay cái BC cộng AD bằng cái này, bằng chính là AC cộng với là BD và trừ đi là A trừ B và C trừ D, sau đó là cộng với BD. Đấy. Được chưa? Thì đây chính là công thức, công thức này đã tạo nên cái thuật toán Karasuba nổi tiếng khắp thế giới. Đấy, cũng mỗi công thức này thôi các bạn thấy. Ý tưởng thuật toán là như nhau, là cùng là chia đề trị cả, nhưng với cái làm trên thì nó tạo ra là tn bằng 4 tn chia 2, nhưng lần vì là có 4 phép nhân, nhưng mà này chỉ có là 3 phép nhân nên 1 phép nhân này, được chưa, 2 phép nhân này và 3 phép nhân đấy, thấy không, có cái AC này biết rồi, BD này biết rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau viết lại thuật toán này nhé, bây giờ chúng ta cùng nhau viết lại thuật toán chính thức, thuật toán mà làm nên nổi tiếng của cậu sinh viên này, chỉ vì chỉ cần một cái bài toán này thôi mà bảo vệ luận án tiến sĩ đấy, bạn thấy nhá. Bây giờ chúng ta viết lại cái gọi là cái thuật toán nhân nhanh nhé, nhân nhanh của Karasuba nhé, rất là nổi tiếng, rất đơn giản nhưng mà rất nổi tiếng đấy. Như vậy chỉ vì một công thức mà biến đổi bằng công thức toán học mà học sinh lớp 6, lớp 7 cũng hiểu được. Thế bạn đã cải tiến cả một chương trình lớn nhé, và đã phát triển cả một cái hướng mới của công nghệ thông tin của khoa máy tính. Và cái hướng này là phát triển tận bây giờ người ta vẫn đang làm. Bây giờ tôi viết lại cái này, tôi viết lại cái toán trên mà tôi sửa lại một chút thôi. Không có gì là phức tạp ở đâu nhé. Bây giờ chúng ta sửa một chút thôi và chúng ta sẽ làm nhé. Đây. Rồi, thế bây giờ tôi sẽ làm thuật toán này. Bây giờ ở đây tôi viết thuật toán này. Tôi không viết vào Python nữa, tôi viết bằng thuật toán đã. Sau đó thì khi mà lát nữa tôi sẽ vào chương trình, tôi sửa một chút tôi mới làm được. Rồi bây giờ tôi viết thuật toán của chúng ta sẽ đặt tên là nhân nhanh nhé. Đây, nhân nhanh. Tiếng Việt nhé. Nó có hai tham số là x, y và n. X, Y và N là cái số chữ số của chúng ta nhé. Đây, nhân nhanh đây nhé. Rồi, chúng ta làm này. Là if N bằng 1
thì chúng ta là đơn giản là chúng ta return return x nhân y theo đúng nghĩa như là tác nhân bình thường. Bây giờ ngược lại else đấy, thì chúng ta làm như sau. Như sau này như sau tôi sẽ viết là m bằng n chia 2. Đây, tôi viết đã phải viết chứ. Cho tiện thì viết luôn là p luôn. P là bằng là bằng là 10 mũ m. Đấy, viết tiện như này cho nó tiện tiện khỏi viết lại 10 mũ m nhé. Đấy. Thì làm như sau này, a sẽ bằng là x chia cho p. Còn b sẽ bằng là x lấy số dư p. Cho tiện đâu phải viết chữ 10 10 mũ m nó viết đi viết lại nhiều quá. Đấy, được chưa? Sau đó là CD. C sẽ bằng là y chia cho p. Còn là D sẽ bằng là y lấy số thương của p. Đấy. Sau đó chúng ta sẽ tính ba con số thôi. Vấn đề là chỉ có ba phép nhân chứ không phải là chúng ta bây giờ chúng ta sẽ phải nhớ lại công thức này. Đấy. Một phép nhân là AC, tôi ghi đây là E. BD tôi ghi là F. Còn cả cái này tôi gọi là G. Nhưng mà E, F, G chỉ có 3 cái. Được chưa? Chúng ta nhớ nhé. Như vậy chúng ta tính này. Đầu tiên là E này. Ba cái đó là phải dùng đệ quy để gọi nhé. E này. E sẽ bằng là nhân nhanh. Đây là chính là gọi là đệ quy nhé. Nhân nhanh. Nhân nhanh của A, C và M. Đấy. Sau đó EF bằng là nhân nhanh của BD và M, và cuối cùng là G. G bằng là nhân nhanh. Nhân nhanh của gì? Đấy, của cái gì? Của là A trừ B và nhân với là C trừ D. Chúng ta nhớ lại công thức đó nhé. Đấy, C trừ D và M. Đấy. Nó là A trừ B nhân với C trừ D. Chúng ta nhớ lại công thức đó này. Đấy, A trừ B và C trừ D. Nên là trừ nhé. Đó. Nhưng mà chúng ta chỉ gọi 3 lần thôi, gọi 3 lần. Cái số 3 nó là rất quan trọng, cái số 3 đó chính số 3 nó làm nên lịch sử đấy, số 3 nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ return. Return như sau này. Return chúng ta nhớ công thức này, nó sẽ bằng là P bình phương nhân với E, đấy bình E nhé, cộng với là P nhân với là chúng ta nhớ hay cộng là E cộng với F trừ G đấy. Và cộng với F. Đấy. Mà còn thấy như vậy đâu, cái này là nó cách làm của nó là giống hệt lúc nãy, tư tưởng của nó không có gì khác lúc nãy cả, chỉ khác mỗi cái chỗ là gì, là chúng ta đáng lẽ là ở phía trên là bình thường là bốn phép nhân, bây giờ đây chỉ có ba phép nhân. Vậy thấy không nào? Đấy. Ở đây là một này. Sao nó cứ mờ mịt nhỉ? Một này. Hai này, đây là ba này. Là 4 này, 5 này, 6 7 8 9 10 11 12 13. Đấy. Bây giờ chúng ta phân tích chút nhé. Với trường hợp N1 thì nó là 01. Toàn bộ từ 4 cho đến 9 chỗ này là chỉ có nhân chia với M với P thì B chứ em P chính là 10 mũ M cho nên nó chính là ON. Ba cái phép nhân này, ba cái phép gọi đệ quy này nó chính là T của N chia 2 người ta gọi. Còn cái phép cuối cùng này là nó là ON. Đấy. Từ đó chúng ta sẽ tính được như sau. Bây giờ chúng ta sẽ tính được như sau nhé. Ta tính được như sau này. Gọi tên là trang chạy của thuật toán chúng ta có là T1 là bằng O1 và TN bằng là 3 lần đấy, 3 lần N chia 2. T của N chia 2
n là chữ 2, 3 lần nhé, 3 lần tên là chữ 2 cộng với o n. Đây là công thức truy hồi của KH số 3. Nó giống hệt cái bài lúc là cái lúc nãy của lúc nãy, nhưng mà chỉ khác là thay số 4 bằng số 3. Còn giống hệt như nhau. Như vậy là KH số 3 chỉ sửa một chút thôi. Và anh ta đã nghĩ ra công thức mới, công thức này nó chỉ suy ra từ cái công thức này thôi. Đây, từ thứ này. Từ công thức này là từ một cái biến đổi mà lớp 6 cũng hiểu được. Đấy, và anh ta nghĩ ra cái này và biến đổi cái này, bây giờ chúng ta áp dụng cái này cho định lý cơ bản nhé. Với định lý cơ bản chúng ta có này là A bằng 3, B bằng 2 và K bằng 1. Vậy ta có là A lớn hơn là B mũ K. Vậy suy ra như sau. Vậy áp dụng trường hợp 1. Áp dụng trường hợp 1 của định lý cơ bản chúng ta có này. Chúng ta có là TN bằng là O lớn của N log A. Cơ số B của A, B là 2 và đây này là 3. Đấy, chúng ta có công thức mới nhé. Mà chúng ta biết là log A cơ số 2 của 3 nó chính là xấp xỉ là 1.5 mấy đấy. Công thức của chúng ta vừa nãy đó. Nó là 1.58 58496. Mình suy ra cái này nó xấp xỉ bằng là O lớn của N mũ 1.58496. Đấy, và con số này là tốt hơn hẳn so với N bình phương, thấy không nào? Và như vậy là cái lời giải, cái câu hỏi của Cân Group đã được giải. Như vậy là KH số 3 là chỉ là một cậu sinh viên năm thứ nhất thôi đã giải được cái bài toán của Cân Group, chỉ ra được một chỉ sau một tuần lễ thôi. Vì bây giờ đơn giản sau một tuần lễ thì anh ta đã chỉ ra cho Cân Group là cái phép nhân này này trong máy tính có thể thực hiện bằng cái cách tính với thời gian chạy là nhanh hơn hẳn so với N bình phương. Anh có thể là vậy, nó rất đơn giản, nó làm mọi thứ rất đơn giản, nhưng mà đây là một công trình khoa học rất quan trọng các bạn nhé. Nó chỉ là thay đổi, nó chỉ là bản chất nó chỉ là một phép biến đổi số học của lớp 6, lớp 7 là hiểu được, nhưng mà nó giải quyết gốc rễ cái định hướng mới của toán học của tin học. Như vậy là sau KH số 3 thì là người ta phát triển hàng trăm hàng ngàn công trình khác và mở rộng cái bài toán của cái cách này ra. Người ta cứ cải tiến dần. Đấy. Và đến giờ phút này thì cái phương pháp mà nhanh nhất cho giờ phút này người ta tính được là không phải là n mũ như này nữa, mà chỉ đơn giản là gì, cái mới nhất ấy, cái công trình mới nhất của chúng ta là phép nhân đấy, nhân nhanh ấy trong máy tính nó chỉ là n log n thôi. Cái này cũng nhỏ hẳn cái này rồi, nhưng mà cái này vẫn là một cái rất quan trọng mà trong tất cả các sách giáo khoa về khoa máy tính đều có ví dụ này hết. Tất cả các sách giáo khoa về khoa máy tính mà liên quan đến cái trình bày đến cái chi để trị đều nhắc đến cái bài này, được chưa nhé? Thế như vậy hôm nay tôi vừa trình bày các bạn cái này, bây giờ chúng ta quay ra chúng ta giải cái bài này trên máy tính nhé. Như vậy bài này thật rất đơn giản đúng không ạ? Mà tôi đã làm ở trên ấy thôi, bây giờ tôi làm để chúng ta cùng nhau làm nhé. Bây giờ cho trước x y này, nhưng bây giờ tôi phải tìm n chính là số chữ số của x và y. Đấy, thì chúng ta sẽ tìm là cái max của x và y nhé. Đây thì làm như thế này. Đây là chúng ta làm cái bài giải. Tôi toán nhân nhanh của KH số 3. Thì đầu tiên chúng ta cần cái hàm để tính cái số chữ số đã, đúng không? Nó gọi là n digit của một cái số x. Anh tìm cái bản thân này. Thì có rất nhiều cách làm. Có thể dùng qua show string cũng được. Là gì? Là return. Đây. Return len của strx để tính cái số chữ số của x trong hệ thập phân. Nhưng bài này chúng ta muốn làm tổng quát thì ta phải làm khác đây nhé. Muốn làm tổng quát trong cái hệ thì ta phải làm viết khác, không phải hàm này là dùng cho hệ thập phân thôi. Được rồi, bây chúng ta viết là nhé, bây chúng ta viết thuật toán là nhân nhanh nhé.
nhân nhanh. Đấy. Dùng những nhanh văn chúng ta dùng dùng chúng ta có thể dùng một từ khác đi, ví dụ như là karatsuba cho nó hay nhé. Nó sẽ là x, y và n. Để chúng ta nhớ lại các bài tập lúc này. Được chưa? Ta copy lại thôi nhé. If này, if n bằng 1 thì chúng ta return x, y. Return x, y. Đấy, đơn giản. Bây giờ else ta làm như sau, chúng ta đặt m bằng n chia 2, ta lấy một nửa ra. Sau chúng ta làm như sau, chúng ta đặt p bằng là 10 mũ m, 10 mũ m. Và sau chúng ta tính như sau này, chúng ta nhớ lại a bằng này, a bằng x, p y bằng x. Ở trong Python có một cái hàm nữa rất hay là hàm deep mode. Đấy, để viết thêm một chút nhé. À, đây có thể viết như này, viết thêm một chút cho ra ngoài này. Có thể viết như này, có thể viết là như này. Là a phẩy b bằng deep mode của x và p. Đấy, có thể viết thành một hàng như này. Cái hàm deep mode là cái hàm là tính đồng thời cả deep cả mode. Thì như vậy là hai lệnh này tương đương với là AB bằng deep mode XP. Tôi viết thế nhé. Đây là B chứ, đây là B. Tương tự như vậy chúng ta có C bằng Y P và D bằng Y để số dư P. Đó. Thì như vậy đáng nhiên là CD bằng là deep mode IP. Như vậy tôi viết này, đây là viết thêm đây để cho các bạn có thể. Đây là một cách khác viết nhé. Rồi bây giờ ta bắt đầu này. Bây giờ tôi phải quay để tôi nhớ lại cái này là cái gì nào. Bây giờ nhớ lại đây. Đấy. Chúng ta gọi đệ quy nhé. Đầu tiên là AC và M. AC trước này. Sau đó là BD. Tôi phải nhớ lại cái này không được quên nhé. Rồi. Đầu tiên là AC BD. Đầu tiên là E bằng Karatsuba. Ôi trời ơi, là a phẩy c phẩy m. Rồi tiếp theo là f bằng Karatsuba của bd thì phải, bd và m, đúng rồi, bd. Cuối cùng là g bằng Karatsuba của gì, của ac, của a trừ c và b trừ d m. Quan trọng là chỉ có, quan trọng nhất là nó chỉ có 3 phép nhân. Đấy, A trừ B và C trừ D. Xong cùng là như thế này. Đấy, cùng là như thế này nhé. Cùng chúng ta trả về. Return là P mũ 2. Sau đó là nhân với E. Đấy. Xong cộng với P. P nhân với. Nhân với gì? Nhân với E cộng F trừ G. E cộng với F trừ đi G và cuối cùng đây là cộng với F. Đấy, đây chính là cái thuật toán Karatsuba, rất đơn giản, các bạn thấy không? Rất đơn giản, được chưa? Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thử nghiệm nhé. Bây giờ thử này, thử nhé. Bây giờ chính đấy, tôi tập dụng sự rất to, tôi ví dụ tôi lấy là 3 chẳng hạn, 3 mũ 100, còn y là 7 mũ 100, rất lớn nhé. Rồi n sẽ là max của n digit x, n digit y. Đấy. Và chúng ta bây giờ chúng ta tính nhé, chúng ta print luôn, print ra cái Karatsuba x phẩy y phẩy n. Đấy, bây giờ ghi ra nhé. Đây, chúng hôm chúng ta là bài 10 nhé. Đây chúng ta làm cái bài là nhân nhanh.
này. Đó, ta thử nhé, để kiểm tra đúng không nhỉ. Ở bây giờ tôi thử cho ít đã, tôi thử là 3 nhân 1 là số đúng đã, không chứ gì đã, số to quá không được, thử. Để xem kiểm tra cho đúng, nó in ra đúng là 27 không nhỉ, để ta kiểm tra. Ô đây, chỗ này lỗi nhỉ. Đây là x nhân y. Ba bảy là 21, đấy, đúng nhé. Bây giờ là 3 mũ 2 7 mũ 2 nhé. 7 mũ 2 là 49, 3 mũ 2 là 9. Các bạn nhân thử 9 nhân 49 ra bao nhiêu nhé. Đấy. Bây giờ cho to hẳn này, 100 này. Chắc là đúng thôi nhé. Cực to đúng không? Ồ, chỗ này bị lỗi đấy, đây trừ này. Chứ này là bị lỗi đấy nhé. Để kiểm tra xem cái lỗi nào chỗ nào nhé. Thầy như cái chỗ rắc giữa B là A trừ B và B trừ C đúng không? A trừ B, ở nhầm. Ở đây là A trừ B đúng không nào? Ở đây là B trừ C. Dễ nhầm lắm đấy. C trừ D thầy A trừ B. C B, B trừ D. B trừ D à? C trừ D thầy ạ. Là C trừ D à? Nhé. Vâng. Chúng ta xem lại cái này nhé. Xem lại cái này. Đây là A trừ B và C trừ D. Đó. A trừ B và C trừ D. Còn đằng dưới đúng là EFG không? Kiểm tra lại nào. Chúng ta xem đúng là E cộng F trừ G. Đấy. Vậy chắc đúng rồi đấy nhé. Rất to nhé. Còn muốn mà bây giờ nó chất là 1.000 thì nó không ra, 1.000 thì nó vượt quá vì mặc định của nó là 4.000, cái số nguyên ở trong ấy nó chỉ là 4.000 thôi, 4.300 thôi. Đây nó vẫn ra này, vẫn ra nhé, 1.000 vẫn ra, rất là nhanh. Như vậy là cái Python có cái hay là chúng ta được phép là kiểm thử với cái số nguyên rất lớn, không bao giờ lo là bị thiếu số nguyên. Trong khi đó thì đối với C chỉ có 10 mũ 9 là hết, chỉ là người ta thường 10 mũ 9 là không thể làm hơn được. Cái bài thơ nó rất là hay chỗ đó. Đây là chỗ chúng ta được phép, tức là ở đây cho phép chúng ta mở rộng cái khả năng nghiên cứu rất lớn, có thể học sinh có thể làm những bài toán rất là khó, mà những cái bài toán như này ở ngày xưa thì không ai làm được, vì không có khung đất để mà làm. Hay thì bây giờ các bạn đã làm được cái này, được chưa? Đó thì đó là cái vì muốn cho kiểm thử nhất chúng ta thì chúng ta có thể viết lại, chúng ta viết cái hàm này, nhưng mà hàm ban đầu của các số 3 đấy, cái hàm mà là n bình phương ấy, thì so sánh hai hàm thì mới kiểm tra được. Còn hiện nay ở trong Python thì cái phép nhân này nó đã là rất mạnh rồi, nên chúng ta không so được cái này. Cái phép nhân này là phép nhân nó làm rất là cải tiến rồi, cho nên là phép nhân này rất là nhanh. Bây giờ muốn thử nghiệm đúng phép nhân thì chúng ta phải viết lại cái Karasuba, cái bản gốc ban đầu của Karasuba, bản lỗi tôi đưa đấy, cái bản này, cái bản mà chúng ta phải gọi lại cái phải chạy lại cái hàm này thì nó mới đúng là n bình phương đấy. Thế này chúng ta phải gọi lại chính hàm này đấy. Thì các bạn về nhà các bạn làm cái bài này nhé. Các bạn làm về nhà và trong so sánh cái này, đây chính là coi đây là cái bản gốc đi, cái bản mà phép nhân bình thường là n bình phương mà đây là n bình phương nhé. Còn cái bản Karasuba của chúng ta là nhân nhanh ấy, là nó là n n mũ 1.5 thôi. Đấy, 1.58 thôi. Đây. Thì kiểm tra xem hai cái đó nó lệch nhau không. Đây về nhà các bạn làm nhé. Nhưng mà tới đây là tôi coi như là dừng lại ở cái phần của chi điều trị. Phần chi điều trị là một trong những cái mảng mà có rất nhiều bài tập khác nhau. Thì phần trước tôi đưa các bạn một số bài tập rồi, tôi sẽ đưa thêm. Nhưng mà chúng ta chỗ lúc đó chúng ta sẽ sửa cái bài đó. Bây giờ tới đây là kết thúc cái phần chi điều trị. Ít thời gian quá có lẽ chúng ta không kịp. Thì buổi sau tôi bắt đầu nói sang cái chương cuối của lớp 11. Chúng ta không đủ sức để làm hết thời gian, không đủ sức để nói sang cái phần các phần khác, thì nếu có thời gian tôi sẽ nói thêm.
Còn nếu không thì chúng ta sẽ có, tôi sẽ trình bày nốt các thầy cô cái chương cuối cùng của cuốn sách chuyên đề 11 là chương thuật toán kỹ thuật lập trình quay lui. Có lẽ tôi sẽ dành chúng ta chỉ còn có khoảng 3-4 buổi nữa thôi mà, thì tôi sẽ dành là hai buổi sẽ nói về quay lui, và buổi cuối cùng tôi sẽ nói một chút về về cái gọi là cái quy hoạch động một chút. Vì tôi hứa các thầy cô là cố gắng nói, cố gắng trình bày xong toàn bộ cái phần chương trình mà phủ kín lên đến lớp 11 thôi, không có thời gian để làm hết lớp 12 nhé. Thì chỉ về chúng bắt chúng ta cần học để ta dạy cho lớp 11 trước. Còn bài tập thì tôi làm rất nhiều rồi, và tôi sẽ tiếp tục lớp này, tôi sẽ tiếp tục lớp học sinh giỏi, chúng ta sẽ làm thêm, chúng ta sẽ học các nhiều thuật toán khác và giải nhiều bài toán khác, được chưa? Quay hỏi gì không nhỉ? Các bạn nào có ai hỏi không nhỉ? Có ai thấy có khó hiểu gì không? Nhanh như vậy, hôm nay là tôi vừa mới trình bày các bạn về thuật toán Karasuba, là thuật toán nhân nhanh, là một trong cái hay của nó là nằm ngay trong sách giáo khoa của chúng ta. Ngay trong sách giáo khoa, cái phần đầu tiên của cái bài nó về thuật toán, cái bài nó về phân tích thuật toán, thì từ chính tôi đã đưa vào cái phần đó để đưa cái này vào. Đưa cái bài này đi là như là một ví dụ để cho học sinh hiểu rằng là thế nào là gọi là cái độ phức tạp thời gian của thuật toán. Đây là cái bài đầu tiên liên quan đến thuật toán. Như vậy tôi đã vừa mới đưa các bạn cái lời giải của cái bài này. Đây là ví dụ rất là hay, các bạn có thể, cái phần mà tôi nói hôm nay thì không nằm trong sách giáo khoa đâu, nằm ngoài sách giáo khoa, nhưng mà các bạn có thể dùng nó để các bạn cho học sinh biết thêm, hoặc là cho học sinh học thêm trong giờ ngoại khóa, cho học sinh làm thêm bài tập ở nhà. Hôm nay chúng ta nghỉ sớm nhé, vì không kịp làm tiếp phần sau nữa, thì để buổi sau. Buổi sau sẽ là chủ nhật này nhé. Vâng. Chào thầy. Chào các bạn nhé.